الركن الثاني من أركان الإيمان. Trụ cột thứ hai trong sáu trụ cột của iman. Al-iman bil-malaika. Đó chính là tin tưởng vào những vị thiên thần. كيف نؤمن بالملائكة؟ Làm như thế nào để chúng ta tin tưởng vào những vị thiên thần này? نؤمن بأنهم عالم غيب يعني غابوا عنا لا نراهم. Chúng ta tin tưởng rằng những vị thiên thần đó có thật nhưng chúng ta không hề nhìn thấy chúng. خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور. Và Allah Subhanahu wa Ta'ala đã tạo ra họ bằng hào quang. يطيعون الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه. Và những vị thiên thần đó tuân theo mệnh lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala không bao giờ phản bội. لهم أرواح. Và họ có linh hồn. وأجساد. Và họ có một cơ thể. وعقول. Và họ có nhận thức. وقلوب. Và họ có trái tim. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام. Và chúng ta tin tưởng vào tất cả những vị thiên thần đó. وبمعلم الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. وبمعلم الله سبحانه وتعالى من أسماء مثل جبريل. عرفنا اسم جبريل عليه السلام. Và chúng ta tin tưởng vào những vị thiên thần đó và họ có những cái tên riêng biệt. وبمعلم الله سبحانه وتعالى من أعمالهم مثل جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي. Và chúng ta tin tưởng rằng những vị thiên thần đó đã được giao những trọng trách riêng dành cho họ. وبمعلم الله سبحانه وتعالى من صفاته مثل لا يعصون الله ما أمرهم. Và chúng ta tin tưởng rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala đã tạo ra họ bằng đặc tính vô cùng tốt đẹp như là không bao giờ phản bội Allah Subhanahu wa Ta'ala. ونؤمن بكل ما جاء في الخبر عنهم. Và chúng ta tin tưởng vào tất cả những cái điều, tất cả những cái tin tức đã được xác định rằng liên quan đến al-malaika, đó chính là những vị thiên thần. Chúng ta phải tin tưởng họ.